Hai anh em, mình là Liêm Râu nha. Chào mừng anh em đến với vlog của mình. Thì hôm nay mình làm cái vlog này á, chủ yếu để trả lời cái câu hỏi chị một số bệnh cho anh em. Anh em thì nhiều người cứ ngày nào cũng hỏi hết á, mà hỏi chung vấn đề có một câu à. Thật sự là Liêm không có thời gian để Liêm làm mà Liêm trả lời hết những câu hỏi đó của anh em được. Thì hôm nay Liêm làm cái vlog này á là để chỉ chung cho anh em. Anh em thì cứ muốn trị bệnh cho cá beta đó, thì cứ theo dõi trang Facebook Đặng Thanh Liêm này của Liêm Râu này nha. Nếu còn hỏng máy thì anh em sẽ tìm trên cái công cụ Facebook á, là anh em bấm vào để Liêm bấm cho anh em coi. Đây, nó có tên là Râu Aquarium, là một cái trang của Liêm làm ra để hướng dẫn cho anh em làm hồ thủy sinh và trị bệnh cá beta. Thì Liêm làm cái trang này chỉ có hai mục đích đó thôi. Một là trị bệnh cho cá beta, các liên quan vấn đề ép đẻ nuôi con, và một vấn đề nữa đó là hồ thủy sinh thôi. Thì anh em cứ bấm vào đó, Liêm đăng tất cả các video đều có lợi cho anh em trong đó. Thì hôm nay Liêm làm một cái vlog này là để chỉ cho anh em tất cả các loại bệnh cá beta luôn, không riêng gì một loại bệnh nào hết. Và cái cách chỉ đơn giản mà đỡ tốn tiền nhất, không phải là mua những cái loại hàng mà xa xỉ gì. Thì thứ nhất, Liêm không phải Liêm nói những cái món hàng xa xỉ rất cũng tốt, mà thứ hai là cái điều mà Liêm muốn nói là anh em phải đã từng trải nghiệm, hoặc là có anh em đi trước trải nghiệm và chắc chắn đi, thì mình hãy mua chứ một lọ thuốc mà tới mấy chục ngàn, thậm chí cả trăm ngàn mà về trị không hết là anh em bực bội trong người đó. Còn cái này Liêm đã sử dụng rất là an tâm rồi. Thì hầu như lúc mà Liêm sử dụng cái phương pháp này á, thì khoảng 3-4 tháng gần trở lại đây á, thì hầu như cá của Liêm không có bị nấm, cá bầy không có bị chết sản. Thì anh em ai qua shop Liêm cũng biết, nhìn đi kiếm một con cá bệnh cũng rất là khó. Đó là do Liêm xài phương pháp này. Đây, nói về chai này trước. Đây, chai này rất dễ tìm mua ở cái tiệm thuốc tây, nên anh em cứ mua mà xài không có gì hết. Đây là Bensoy. Thì Liêm sử dụng cái chai này mục đích đầu tiên là để ngừa bệnh cho cá. Ngừa bệnh là cái nào? Ngừa bệnh cho cá, hầu như tất cả các bệnh của cá beta đều đến từ nguồn nước và thức ăn. Thời tiết thì nó đánh giá một phần thôi, nhưng nếu con cá anh em có sức đề kháng khỏe, nước sạch thì thời tiết cũng khó làm cho cá anh em bệnh lắm. Thì đây, mỗi lần Liêm thay nước xong, dù là keo 1 lít, 2 lít hay 4 lít, Liêm đều nhỏ vào đây giọt Bensoy này. Thì 1 lít 2 lít Liêm nhỏ một giọt thôi nha. Còn nếu mà hũ 4 lít thì Liêm nhỏ 2 giọt. Thì cái này Bensoy tác dụng chính của nó là trị tất cả các bệnh xuất hiện trên con cá beta thường gặp nói chung, là trong đó là có nấm nè, tụt nhớt nè. Cái này thì kho Liêm không khuyến khích trị bệnh sình bụng. Sình bụng thì một hồi Liêm sẽ nêu ra cái tác dụng cho anh em coi, sình bụng và sù quẩy. Nhưng mà cái này mục đích chúng của nó chính chính là khử trùng. Hầu như cái chai này nó là một chủng vi khuẩn, nó giết tất cả các loại bệnh trên con cá beta. Nên anh em cứ nhỏ vào nước khi nước mới thay á, mình mới thay cá mình cứ nhỏ vào này theo liều lượng Liêm đã chỉ hồi nãy, thì nó hầu như coi là tất cả các chủng vi khuẩn mà nó gặp được nó sẽ giết hết, mà những chủng vi khuẩn đó là thường thường gặp trên con cá beta đó. Thì còn nếu mà trị bệnh thì anh em cũng có cách như vậy, anh em cho ra một cái ly trà sữa, đối với cá thể nha, thì anh em nhỏ một lít nước cho Liêm 2 giọt, anh em ngâm cái này trong cho nó 30 phút. Thì bắt đầu lúc đó là anh em tắm rửa sạch sẽ cho con cá thôi, chứ cũng không phải là trị bệnh gì, tắm rửa sạch sẽ thôi. Giết nó tất cả nó sẽ làm sạch cái con cá vì vậy về bên ngoài. Rồi bắt đầu tới cái này. Cái này thì anh em rất có thể dễ tìm mua Tetracycline hoặc Ambisilin. Thì mùa này thì Liêm khuyên anh em nên sử dụng Ambi hơn. Ambi nó sẽ tốt cho đối với mùa lạnh hơn. Đó. Thì anh em có thể ra mua một tiệm thuốc tây, mua một hộp thì nó rẻ, một hộp như là 10 vỉ, một chiếc 100 ngàn thôi, Liêm nhớ là vậy. Thì một quỷ này tính ra là chỉ có 10 ngàn, mà quỷ viên thiện viên cũng chưa tới 1 ngàn nữa mà. Đó, thì sau khi anh em ngâm Bensoy này cho con cá khoảng 30 phút, rồi anh em cho lại trở về keo nước sạch. Thì tất nhiên keo nước sạch thì theo, nếu mà anh em theo cái phương pháp của Liêm thì không, Liêm không sử dụng muối hột nha. Thì keo nước sạch đó thì anh em cứ bỏ tỷ lệ cái viên này nè, anh em chia ra. Thì nếu mà 1 lít nước thì là 1/3 viên này thôi. Đó, thì anh em nuôi con cá trong cái đó hoài luôn. Nếu 1 lít nước thì 1/3 viên này. 1/3 viên thôi nha anh em. Bỏ nhiều là không có lợi, tại vì đây nó là kháng sinh. Kháng sinh thì nó giúp phối hợp với cơ địa của con cá, sinh là sản sinh ra chất đề kháng để vượt qua bệnh tật.
đó, thì nên nó là kháng sinh nên nó có thể chống chọi được tất cả các loại bệnh, không phải như thuốc bên sôi mà chỉ đánh vô một hai số loại vi khuẩn thôi đó. Thì anh em nếu mà anh em phối hợp hai cái này cho chuẩn xác, không lạm dụng thì hầu như là rất là tốt, đặc biệt là bên sôi này. Nếu anh em cứ thay nước nhỏ nó vào, thay nước nhỏ nó vào thì liên cam đoan với anh em chắc sức con cá bệnh của anh em là dưới 10%. Nếu làm một bầy là bảo đảm là dưới 10%. Ví dụ anh em nuôi 10 con cá và cứ thay nước mà anh em đó, anh em thay nước xong anh em nhỏ một giọt vào, thay nước xong nhỏ một giọt vào, thì đối với phương pháp của Liêm đây á, Liêm nuôi á là hầu như là Liêm cũng ngày nào cũng thay nước hết đó, cứ thay nước xong Liêm nhỏ vậy. Thì Liêm không có khuyên anh em trại làm theo cách của Liêm, thì thật sự nếu mà làm theo cách của này á thì cái lượng thuốc mình xài á rất là hao, hầu như cái khoảng 2-3 ngày là Liêm phải đi mua 10 chai. Thì anh em cũng biết á, một chai này ở mà tiệm cá cảnh nó bán 10.000 một chai, thì nếu mà làm một con cá mà để bán với giá mà 10-20.000 đó, bỏ gọi là bỏ sỉ cá cá chợ đó, thì không làm được phương pháp này đâu, nó hao lắm. Còn với tiền điện tiền nước tiền thức ăn thì anh em làm con cá sẽ đâm vào lỗ. Phương pháp này chỉ dành cho những anh em chơi cá và những anh em làm những con cá mà nó cao cấp thôi. Ví dụ như những cái dòng mà mình bỏ sỉ cũng nằm ở dạng 40-50.000 rồi đó, mình bán lẻ là vài trăm ngàn á, thì anh em sẽ làm được nha. Cái này có sao Liêm nói vậy, chứ còn nếu mà anh em theo cái phương pháp này mà anh em làm cá chợ á, thì không có ăn. Lúc đó đừng chỉ Liêm, ơi sao mày chỉ xong rồi mà mày không thòng lại một câu để tao làm, xong giờ tao lỗ vốn là tội cho em nha. Thì em chỉ tìm ra sao em nói vậy. Và cái này anh em cứ yên tâm mà xài, tại vì Liêm là người đi trước đi, không phải là nói tuổi tác ở đây, mà Liêm nói về kinh nghiệm là Liêm là người đi trước để xài phương pháp này. Thì có lù đạn hay là có cái gì thì Liêm đã gỡ hết cho anh em rồi, anh em đi sao chỉ cần y vậy mà bê cho mà làm thôi nha, nên anh em không sợ gì hết rồi. Ok, thì một bệnh nữa gọi là bệnh sình bụng. Sình bụng thì anh em cũng có thể trị bằng cách này luôn, nhưng mà nó sẽ gọi là không có xác suất hết cao, tại vì anh em hiểu sình bụng nó là phần thuộc dạng nội tạng của con cá rồi. Thì tốt nhất là khi con cá bệnh nó thì anh em cũng trị y như trang cách của Liêm luôn, mà anh em không cho cá ăn. Đặc biệt là một điều, em chuyển cái này nha, đặc biệt là một điều, thì anh em lấy cái thuốc này nè, sáng anh em cho ăn, ví dụ như anh em cho ăn trùng chỉ đúng không, anh em cô đặt trùng chỉ vào dẹp rồi, anh em nhỏ thuốc này vô một lượng nước, anh em ngâm trùng chỉ trong nó khoảng 15 phút cho Liêm, rồi anh em bắt đầu cho cá ăn đó, thì khi đó thức ăn nó sẽ dính vào cái benzo này và nó vào đường ruột của con cá, thì khi đó con cá nó mới quạ mai, nó hết được cái bệnh sình bụng. Chứ nếu mà mình đánh ngoài da mà nói hết bệnh sình bụng mới, nó là một điều khoản khoa học, nó không bao giờ đúng hết nha anh em. Nếu mà mình ngâm một cái hóa chất hay gì trong nước thì nó, cái chuyện đó là chuyện nó phải chờ con cá nó ngớp vô nó uống nước nữa. Và thường thường con cá nó cũng như con người đó, khi bệnh hoạn thì chẳng ai muốn sinh hoạt gì một cách bình thường hết, nên mình phải phụ nó, mình đưa cái chất này vào cơ thể nó được thì con cá nó mới mau hết. Nếu anh em nhỏ vào nước không phải Liêm nó không hết, nhưng mà khả năng hết rất là thấp, nên anh em phải đưa vào thức ăn cho nó. Thì anh em cho ăn cám thì anh em cũng vậy, anh em ngâm bên sôi đó, đó thì anh em làm cho cái thức ăn nó thẩm thấu bên sôi vào và anh em đưa vào đường ruột cho nó thì ok, nó sẽ nhanh hết hơn là bình thường. Rồi phương pháp còn lại thì anh em cứ ngâm con cá trong bên sôi nó như Liêm đã chỉ, rồi xong bỏ ra kêu sạch ngâm đã có sử dụng tê tra trong đó với liều lượng là 1/3 viên trên 1 lít nước. Rồi anh em cứ làm y chang vậy là anh em sẽ mau khắc phục được tất cả các bệnh con cá bị ra thường gặp. Chẳng hạn như là nấm nè, nấm này nó có nhiều dạng nấm lắm, nấm bụi mà là thường gặp đó là có nấm bụi và nấm đốm trắng. Và cái bệnh thứ hai là bệnh sình bụng, sù vẩy. Tại Liêm so hai cái đó với nhau đó là tại vì thường thường hai cái đó là hai cái dấu hiệu hay đi chung, sù vẩy và sình bụng nó hay đi chung. Và cái phương pháp thứ ba, cái bệnh thứ ba đó mình thường gặp ở con cá beta, nó nằm ở là phần ghẻ. Thì hầu như ghẻ này anh em nên ngừa nha, chứ một khi mà để nó mà đã biểu hiện ra rồi á thì tác hại của nó ghê gớm lắm. Dù anh em có chị giỏi cái nào, có dịch cái nào là Liêm nghĩ nửa bầy là ghê lắm rồi. Thì ghẻ thường nó đi với thúi vây, và một khi nó nặng nhất là nó đã vào mang tới con mang con cá là trời cuốn. Nên anh em quan trọng với Liêm cứ nghe lời Liêm nói, đó là mình đánh vào nước thì nước sạch thì con cá mình sẽ không bao giờ bị bệnh được hết, tại vì cá là sống trong nước, ăn uống trong nước thì không có gì đắt tiền hết. Một chai bên sôi này thì anh em cứ thay nước xong anh em nhỏ vô một keo vậy. Còn thí dụ nhưng mà đối với hồ lớn á thì anh em liều nhẹ lại, đừng có nhỏ đặt kẹo vậy. Thì thường thường hồ lớn là mình nuôi cá nhỏ thì anh em chơi cái kiểu mà một giọt này cho 5 lít nước đó. Ở như cái dàn hồ lớn ở ngoài đó của Liêm á, tất cả hồ lớn của Liêm á, khi Liêm thay nước á, hồ lớn thì 3 ngày thì thay nước một lần, chứ không ngày nào cũng thay hết. Thì mỗi lần thay nước Liêm nhỏ vào một cái hồ lớn như vậy á, chiều cao của nó là 30
có hồ 30, có hồ 40, nhưng mà cái mực nước liêm xả thường thường là 30 cho đến 40 cm tùy hồ đó. Thì một cái hồ như vậy á, liêm xả cứ theo tính theo số lượng nước thôi đó. Cái hồ ở ngoài liêm xả nó một hồ vậy là 9 giọt đó. Thì hầu như những tất cả những cái bầy đang có mặt ở tại shop mà nuôi bằng hồ đó anh em thấy không, thì hầu như tất cả các hồ đó cho đến nay, thì từ lúc Liêm sử dụng phương pháp này, Liêm rút ra được kinh nghiệm, tự bản thân Liêm rút ra được kinh nghiệm sau nhiều năm nuôi cá, thì Liêm sử dụng phương pháp này là Liêm thấy hiệu quả nhất, đỡ tốn tiền nhất, và con cá của Liêm là ít bệnh nhất. Thì anh em cứ nếu mà tin tưởng Rau Beta thì cứ xài thôi. Liêm thì Liêm không có ngại việc chỉ cho anh em, là để anh em làm được con cá, để anh em nuôi khỏe, anh em không mua cá của Liêm thì Liêm kiếm tiền nhiều khoản trên xã hội lắm, nên Liêm không có ngại mấy cái vấn đề mà chuyển nghề. Liêm thì anh em nào chơi với Liêm rồi, qua shop của Liêm rồi thì biết Liêm chỉ nhiệt tình kinh khủng lắm, nên anh em cứ y vậy mà làm nha. Còn ví dụ như mà nếu mà nó mà đã có chết đó, thì do ăn ở thôi, Liêm giỡn chứ nếu mà nó có chết là do con cá nó đã bệnh nặng rồi, thì mình lúc đó là mình có làm cách nào cũng không cứu đâu. Thì nên anh em lúc đó thì cũng đừng trách Liêm, nhưng mà cách này Liêm cam đoan nếu mà con cá mới bệnh hoặc con cá chưa bệnh, anh em cứ sử dụng phương pháp này thì không bao giờ con cá anh em nó bị bệnh được hết, Liêm bảo đảm luôn. Thì Liêm đâu có nói gì trên sách vở đâu, mình cứ nói cách trị bệnh qua thực tế thôi. Và ông có học cao tới đâu, ông có đưa ra lý thuyết tới đâu mà con cá ông bệnh cũng vậy còn Liêm không được học cao, Liêm cũng chỉ học hết lớp 12 thôi. Nhưng mà Liêm nuôi cá này rất là lâu rồi, thì Liêm đã sử dụng hết tất cả phương pháp những cái anh các thầy đi trước, rồi Liêm nghiên cứu thêm, rồi bắt đầu Liêm sử dụng ra, Liêm đặt chế ra cái phương pháp này cũng rẻ tiền mà phối hợp cho anh em gần nhất. Thì tại sao Liêm nói rẻ tiền mà gần nhất, nghe là bên sau này mua ở đâu cũng có nè, tay cha siêu Liêm này thì tất cả các tiệm thuốc tây bắt buộc phải bán nè đó, thì anh em mua ở đâu cũng được hết, nên anh em trị bệnh cá rất là dễ, không phải là chạy tới chạy lui rồi nóng lòng này nọ đó. Ok, nên anh em sẽ trị bệnh cá rất là nhanh và giỏi. Thì con cá nó nói chung là nó còn hết được thì từ 3 đến 5 ngàn sẽ hết, Liêm bao anh em luôn. Và đặc biệt là anh em chỉ đúng phương pháp của Liêm thì khoảng tháng thứ hai thứ ba là con cá nó đã chịu kè lại rồi, nó bắt đầu nó sung rồi, mặc dù trên người nó vẫn còn nắm vẫn còn ghẻ nhưng mà nó đã sung lại rồi, mình bao anh em luôn đó. Thì anh em rồi là chị rồi đã phương pháp lại của Liêm thì comment bên dưới link YouTube của Liêm nha, là để cho mọi người thấy đây là một phương pháp hiệu quả. Rồi xin cảm ơn anh em, xin chào anh em và chúc anh em có những bài cá đẹp.